cây gậy của bạn Ngô Văn Viên và một chấm dành tặng cho bạn Viên nhá. Chùi hùi phá được đây bạn Viên ạ. Nào dừng cửa chì cửa chì là có thật. Bi số 2 sẽ được điều như thế nào? Nào chúng ta sẽ cùng quan sát nhá. Bi thẳng bi 2, tuy nhiên nếu má trên sẽ bị và bi 9, chúng ta sẽ phải lấy má dưới của bi 2. Ok, chúng ta sẽ cùng xem đường điều sẽ là gì. Kéo về đây, không ổn, sẽ phải oánh 1 bằng 2 bằng 3 bằng về đây để điều bi số 2. Cu lê áp về bên tay trái. 11 giờ. Wow, một tí nữa. Wow, thưa các bạn, bi chìa khóa đã được giải quyết xong. Và bây giờ các bi còn lại sẽ được điều như thế nào? Con này cu lê công sẽ ra đây rất xấu cho bi số 3. Thế nên tôi sẽ cu lê và đặt thêm mắt tê về đây để gần bi 3 mà đẹp hơn nhá. Mũi gậy đặt vào hướng 1:30. Về đây. Rồi, các bạn đã hiểu vì sao tôi đặt áp phê chưa ạ? Tương tự như vậy, bi số 3 ra bi số 4, chúng ta sẽ phải lấy má dưới của bi số 4. Đẩy trơn sẽ bị ra đây, thế nên tôi sẽ đẩy và một chút áp phê thuận để rằng về đây điều bi số 4. Mũi gậy sẽ đặt vào hướng 1:30. Má đã rất đẹp cho bi số 5. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ điều bi 5 như thế nào? Các bạn sẽ quan sát nhá. Con này chỉ cần táng tâm bi lên đây là ok rồi. Dưới tâm bi một chút các bạn ạ. 6 giờ. Nảy lên một chút. Đó là vị trí đẹp nhất. Và bây giờ bi số 6 ra bi số 7. Trong tình huống này các bạn sẽ dọn đường này. 1 bằng 2 bằng về đây. Lấy má dưới của 6 để oánh 3 bằng điều bi số 7 nhá. Giữa bàn là đẹp nhất. Mũi gậy sẽ đặt vào hướng 7 giờ. Wow, mạnh quá, mạnh quá. Vâng, đã lỗi má, tuy nhiên thì sẽ xử lý được để tặng cho bạn Vân Viên nhá. Con này, cu lê trơn thì sẽ đập vào đầu 9. Tôi sẽ đặt thêm áp phê để cu lê xuống kia đẹp cho bi số 7. Mũi gậy sẽ đặt vào hướng 1:30. Wow, mạnh lực quá, mạnh lực quá. Vâng, thế thì đành phải tặng cho bạn một Văn Viên con bi cân 7 lỗ này. 12 giờ. Mắt mình là có thật. Wow. Nói chung rằng là cây gậy này dùng để sửa sai được. Chúc bạn Ngô Văn Viên may mắn. Vâng, cây gậy tôi đang sử dụng là dòng Maple đi kèm với ngọn carbon công nghệ Kabeta 9 củ rưỡi cho combo này.